Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tiếp tục bị xét xử vắng mặt trong vụ án thứ ba. Định trốn sang Campuchia, nghi phạm bắn chết cô gái Hà Nội xa lưới. Bộ công an triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên 500 tỷ đồng Dòng lốc làm hư hại sầu riêng cuốn bay hơn bị 4 tỷ đồng, một người tử vong. Hơn 21.000 học sinh rớt lớp 10 công lập, phụ huynh chạy đôn chạy đáo tìm trường. Chào mừng quý vị đến với bản tin tối của báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là MC Nam Hoàng, rất vui được gặp lại quý vị và ngay sau đây sẽ là chi tiết những thông tin nóng mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đang xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế, công ty AIC, Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh bốn bị cáo gồm Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC, Trần Mạnh Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC, Đỗ Vân Trường, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MoFa và Trần Đăng Tấn, trưởng văn phòng đại diện công ty AIC tại thành phố Hồ Chí Minh đang bị truy nã và sẽ bị xét xử vắng mặt về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Đối với 4 bị cáo bị xét xử vắng mặt, chủ tọa cũng cho biết đã phát thông báo để các bị cáo này ra đầu thú nhằm hưởng khoan hồng của pháp luật. Theo cáo trạng, bà Nhàn với vai trò chủ mưu, chỉ đạo đã thực hiện các hành vi vi phạm đấu thầu, dùng công ty Guinea Việt, công ty Việt Á liên danh thực hiện ba gói thầu. Giúp sức cho bà Nhàn là hai bị cáo Trần Mạnh Hà, Trần Đăng Tấn và các bị cáo là nhân viên dưới quyền. Bên cạnh đó là hành vi làm trái quy định của các bị can thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho nhà nước hơn 94,6 tỷ đồng. Sáng 10 tháng 7, công an thành phố Hà Nội cho biết cảnh sát đã bắt giữ Đinh Xuân Sáng, 40 tuổi, trú tại Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam. Sáng là một trong số 3 nghi phạm liên quan đến vụ cô gái 22 tuổi bị bắn tử vong ở Hà Nội. Đối tượng này bị bắt khi đang định trốn sang Campuchia và hiện đang được phòng cảnh sát hình sự di lý về Hà Nội để tiếp tục điều tra. Như đã đưa tin sáng 3 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo một cô gái có tên viết tắt là TQH, 22 tuổi, trú quận Hoàng Kiếm, bị bắn tại địa bàn quận Long Biên. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng không qua khỏi. Theo cơ quan công an, khoảng 19 giờ 30 ngày 2 tháng 7, Chi H cùng một số người bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi, quận Tây Hồ. Đến khoảng 1 giờ ngày 3 tháng 7, cả nhóm đi về nhà một người bạn tại tổ ba Phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Sau đó nhóm Vũ Thành Quang, 30 tuổi, trú tại Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Và Đinh Xuân Sáng cũng đến đây chơi. Khi nhóm của Quang Sáng ra về, thì một người trong số nhóm của Hắc có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm của Sáng về đến nhà sáng và quang bực tức rủ Nguyễn Xuân Đạt 33 tuổi trú tại cửa Đông Hoàng Kiếm đi đánh nhau với nhóm của chị H, sau đó cả ba người lên ô tô mang theo súng, kiểu súng bắn đạn bi quay lại quận Long Biên. Khi gặp nhóm chị H, sáng bảo dừng lại nói chuyện nhưng nhóm H bỏ chạy. Sáng ô tô đuổi theo đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì gặp xe máy chở chị H. Người này liền dùng súng bắn vào nhóm của đối phương rồi bỏ trốn cùng đồng bọn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 7, các đơn vị công an thành phố bắt giữ Vũ Thành Quang tại Nam Định khi nghi phạm này đang trên đường bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 5 tháng 7, Nguyễn Xuân Đạt tới phòng cảnh sát hình sự đầu thú. Theo thông tin từ Bộ Công an, từ đầu tháng 7, Cục Cảnh sát Hình sự C02 phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua trang web 488 com và chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Khánh Hòa và Công an các địa phương đồng loạt triệu tập, khám xét khẩn cấp, làm rõ người cầm đầu là Cao Đình Hùng, 33 tuổi, trú tại phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, sử dụng tài khoản siêu tổng đại lý Supermaster DZXX. Hùng và 19 người khác có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, các giải khác nhau. Đặc biệt ở giải bóng đá Euro năm 2024, Copa America, các đối tượng đã cá độ nhiều trận bóng đá, có trận lên đến hàng trăm triệu đồng. Các đối tượng đều khai trả tiền thắng thua cá độ bóng đá vào ngày thứ hai hàng tuần, thông qua trả tiền mặt trực tiếp hoặc là chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Kiểm tra tài khoản siêu tổng đại lý xác định, từ tháng 2 năm 2024 đến tháng 7 năm 2024, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là trên 500 tỷ đồng. Ngày 10 tháng 7, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an triệt phá đường dây cá độ bóng đá trên mạng trong giải đấu bóng đá Euro 2024 trên địa bàn Đồng Nai trên trang web vvvv.488.com. Sau thời gian đấu tranh triệt phá ngày 7 tháng 7, lực lượng công an đã bắt giữ 10 nghi can liên quan trong đường dây này, bao gồm Nguyễn Vương Trung, Trần Bình Thành, Nguyễn Chí Thành, Nguyễn Minh Luân, Nguyễn Văn Chiêu, Phan Văn Chấm, Huỳnh Thế Vinh, Trần Văn Hưng, Lê Đức Hân và Nguyễn Văn Hiếu cùng ngụ ở huyện Tân Phú. Điều tra ban đầu từ mùa giải Euro 2024 đến nay, nhóm nghi can mua tài khoản cá độ bóng đá cấp agent đại lý với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng, sau đó phân bổ chi nhỏ nhiều tài khoản với hàng mức nhỏ hơn để tổ chức lôi kéo nhiều người chơi tham gia cá cược. Bước đầu xác định từ ngày 14 tháng 6 cho đến khi bị bắt, tổng số tiền giao dịch trong đường dây cá độ bóng đá này lên tới hàng chục tỷ đồng. Hiện công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi những người liên quan trong đường dây đánh bạc này ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng. Cũng liên quan đến trang web cá độ bóng đá này, công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá nhiều đường dây băng nhóm tổ chức cá độ bóng đá qua mạng trên địa bàn. Công an bắt 36 người để điều tra về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Cụ thể, ngày 3 tháng 7, bắt giữ 11 người tham gia cá độ bóng đá trên mạng Bông 88 tại đường CN6, phường Sơn Kỳ do MHV và PPA, tên viết tắt cầm đầu. Ngày 27 tháng 6, công an quận Tân Phú cũng ập vào kiểm tra bắt quả tay NVD, tên viết tắt, sinh năm 1970, ngụ quận Tân Phú, đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng cùng 10 người khác tại quán cà phê trên đường Lưu Chí Hiếu, phường Tây Thành. Tối ngày 30 tháng 6, công an cũng ập vào kiểm tra quán cà phê ở đường Cầu Xéo, phường Tân Sơn Nhị, bắt quả tang NTN, tên viết tắt, sinh năm 1974, vụ quận 11, đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá cùng 7 người khác. Cùng lúc đó, công an ập vào quán cà phê trên đường Lê Đình Thụ, phường Tân Thành kiểm tra và bắt quả tang 4 người có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng tại quán. Ngày 9 tháng 7, Ủy ban nhân dân huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trận dông lốc hôm 6 tháng 7 ở địa phương này là một người tử vong, gần 200 tấn sầu riêng bị trộm, thiệt hại hơn 14 tỷ đồng. Được biết nạn nhân tử vong do dông lốc là bà Hơ Mươm Eba, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cua Đăng. Theo thống kê ban đầu, thiệt hại nặng nhất là tại xã Eata, huyện Cư Mơ Ga, với hơn 130 tấn sầu riêng bị trụng, nông dân mất trắng khoảng 9 tỷ đồng. Tiếp đó là xã Ea Hà Đinh, có 58 tấn sầu riêng bị trụng, thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng. Xã Ea Kiết ghi nhận 10 tấn sầu riêng bị hư hỏng, thiệt hại khoảng 800 triệu đồng. Hiện Ủy ban nhân dân huyện Cư Mơ Ga đề nghị tỉnh Đắk Lắc hướng dẫn hỗ trợ kinh phí theo quy định. Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn lớp 10 của 108 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn, không ít gia đình đã giáo nhác tìm trường cho con. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh có 98.681 học sinh lớp 9 đăng ký thi vào lớp 10. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 đến năm 2025 là 77.355 học sinh, như vậy là có tới hơn 21.000 em rớt lớp, lớp 10 công lập. Lúc này trường nghề, trường tư và trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên là lựa chọn mà các phụ huynh hướng tới. Đến nay tình hình tuyển sinh tại các trường nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên và trường tư thục tại thành phố Hồ Chí Minh khá sôi động. Riêng hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, năm nay được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh giao 12.036 chỉ tiêu lớp 10. Hết thời gian tuyển sinh ngày 13 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh sẽ cân nhắc các trường còn thiếu chỉ tiêu đăng ký tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu được giao trong năm 2024 đến năm 2025. Đồng thời, Sở sẽ công bố danh sách các trường có chỉ tiêu tuyển bổ sung vào lớp 10 năm học 2024 đến năm 2025. Đồng thời, hướng dẫn thí sinh đủ điều kiện nộp hồ sơ để đăng ký xét tuyển bổ sung lớp 10. Thí sinh phải đáp ứng hai điều kiện là thí sinh không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng, thí sinh từ chối nhập học các nguyện vọng không được đăng ký tuyển bổ sung, và thí sinh có điểm thi tuyển cao hơn hoặc là bằng điểm chuẩn nguyện vọng 3 của trường nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung lớp 10. Bước vào mùa du lịch hè, khu vực bến thuyền trước trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình lại tấp nập du khách đến tham quan. Trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng thông tin, trong tháng 5 và tháng 6 đã có hơn 154.000 lượt du khách đến tham quan các điểm du lịch như động Phong Nha, suối nước Mọc, sông Chày, hang Tối, vân vân trong đó động Phong Nha đã chiếm hơn 106.000 lượt du khách. Trên dòng sông Son xanh ngắt, hàng trăm chiếc thuyền máy nợm nợp nối đuôi nhau chở du khách vào tham quan hệ thống động Phong Nha. Vào mùa du lịch, mỗi ngày một thuyền trung bình sẽ có khoảng một chuyến đưa du khách vào tham quan động Phong Nha, với mức giá là 550.000 đồng một chuyến. Những năm qua, hoạt động của bến thủy nội địa trên địa bàn thị trấn Phong Nha đã góp phần đáng kể vào quá trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, tạo công an việc làm cho nhiều lao động. Đặc biệt là đội thuyền du lịch phục vụ chở khách tham quan động Phong Nha. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tối của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin tiếp theo trên kênh YouTube Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh và các nền tảng Facebook, TikTok của báo và đừng quên đồng hành cùng với chúng tôi ở khung giờ quen thuộc trên PLO TV để cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.